Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tầm quan trọng của việc tham gia các chương trình đào tạo an toàn lao động. Với sự gia tăng về tình huống nguy hiểm trong môi trường làm việc, việc nắm vững kiến thức và kỹ năng để ứng phó là điều không thể thiếu. Hãy cùng khám phá phần 1, tại sao chương trình đào tạo an toàn lao động quan trọng. Các chương trình đào tạo an toàn lao động cung cấp nền tảng vững chắc về các quy tắc và quy định liên quan đến an toàn lao động. Chúng giúp cung cấp kiến thức cơ bản về các nguy cơ thường gặp và cách ứng phó với chúng, từ các tai nạn nhỏ đến nguy cơ lớn có thể gây hại đến tính mạng. Phần 2, nội dung của chương trình đào tạo. Trong các chương trình đào tạo này, bạn sẽ được hướng dẫn về cách nhận biết các nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường làm việc của bạn, kiến thức về việc sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân, cách đối phó với hỏa hoạn, sơ cứu cơ bản và cách ứng phó với các vụ nổ là những phần quan trọng trong chương trình. Phần 3, học hỏi từ các tình huống thực tế. Một phần quan trọng của chương trình đào tạo là việc học hỏi từ các tình huống thực tế. Các học viên sẽ được đưa vào các tình huống mô phỏng, giúp họ rèn luyện kỹ năng quyết định và hành động trong thời gian ngắn. Điều này giúp nâng cao khả năng ứng phó và giảm thiểu tác động của sự hoảng loạn trong tình huống thực tế. Phần 4, lợi ích từ việc tham gia chương trình. Tham gia các chương trình đào tạo an toàn lao động mang lại nhiều lợi ích. Điều này không chỉ bảo vệ tính mạng và sức khỏe của bạn mà còn giúp tạo môi trường làm việc an toàn hơn cho tất cả mọi người. Các nhà nước, doanh nghiệp và nhân viên đều có lợi từ việc thúc đẩy an toàn lao động. Phần 5, cách tham gia chương trình đào tạo. Thường thì các chương trình đào tạo an toàn lao động được tổ chức bởi các cơ quan chính phủ, tổ chức an toàn lao động và các tổ chức đào tạo chuyên nghiệp. Bạn có thể tìm hiểu thông tin về các chương trình này thông qua trang web, các sự kiện hoặc tư vấn với bộ phận nhân sự của công ty bạn. Tóm lại, việc tham gia các chương trình đào tạo an toàn lao động không chỉ cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng phó với các tình huống nguy hiểm một cách chủ động mà còn đóng góp tích cực vào việc xây dựng môi trường làm việc an toàn hơn. Đừng ngần ngại tham gia và chia sẻ video này để lan tỏa những thông điệp quan trọng về an toàn lao động đến mọi người. Bên dưới phần mô tả video, mình có đính kèm đường dẫn tải về bộ tài liệu an toàn lao động của 32 ngành nghề phổ biến. Đặc biệt là nó hoàn toàn miễn phí nhé!